Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện kế hoạch chuyển giao cơ quan quản lý thị trường ở địa phương về Tổng cục. Bộ Công Thương xác định trong tổ chức mới của Tổng cục Quản lý thị trường, công tác cán bộ, phẩm chất cán bộ là yêu cầu đầu tiên được quan tâm hàng đầu, đảm bảo điều kiện tiền đề giúp lực lượng quản lý thị trường hoàn thành trọng trách của mình. Mỗi cán bộ quản lý thị trường của chúng ta chắc chắn không phải chỉ là giỏi và đầy đủ những năng lực về chuyên môn mà phải có những cái phẩm chất của những cái người cán bộ mà thật sự là phải là được tạo nên như là hình ảnh chỗ dựa cho người dân, cho doanh nghiệp ở trên hoạt động phát triển kinh tế của xã hội của đất nước. Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, lực lượng quản lý thị trường đã có nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức. Mặc dù mô hình quản lý thị trường đã phát huy và phát triển mạnh qua nhiều giai đoạn, nhưng hiện nay, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, lực lượng này đã bộc lộ nhiều hạn chế. Sự phân chia chức năng, nhiệm vụ thiếu tập trung, thống nhất cả về chuyên môn, việc phối hợp các lực lượng chức năng còn chồng chéo, nên việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm hiệu quả chưa cao. Vì vậy, quyết định quy định Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương được tổ chức theo ngành dọc, thống nhất từ trung ương đến địa phương là cơ sở để xây dựng lực lượng quản lý thị trường toàn quốc chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Chắc chắn là những hành vi có dấu hiệu trục lợi, cấu kết hoặc có những hành vi mà vi phạm pháp luật để dung dưỡng và tạo điều kiện cho buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tái diễn phát triển sẽ là những hành vi vi phạm pháp luật mà đòi hỏi những cái sự nghiêm túc ở mức độ cao nhất của pháp luật để xem xét đối với trách nhiệm của chúng ta với những người cán bộ của quản lý thị trường. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, Tổng cục Quản lý thị trường chỉ còn 6 đơn vị gồm 4 vụ, 1 cục và văn phòng tổng cục, giảm 45,5% so với con số 11 đơn vị như trong đề án thành lập. Tại cấp địa phương, theo lộ trình đến hết năm 2019 sẽ tinh giảm từ 63 đơn vị xuống còn 44 đơn vị. Đối với lực lượng quản lý thị trường cấp huyện sẽ tiến hành tinh giảm thành các đội quản lý thị trường liên huyện theo mục tiêu giảm 305 đội, tức là giảm 45% từ nay đến năm 2020.